Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và cũng như cái video ngày hôm nay thì hôm nay là ngày đầu tiên của mấy chủ Đại Gia Sơn ra event đầu tiên, đó là event Vu Lan Báo Hiếu. Thì event này thì như anh em có xem Khải những video, những cái server trước á, những server trước thì Khải thấy nó không có gì mà khác cả anh em. Nó cũng tương đối với nhau, giống hết khoảng 95-90% rồi, không có khác gì nhiều. Thì thời gian bắt đầu thì hiện tại bây giờ thì thời gian bắt đầu và điều kiện thì cũng đã ăn được rồi, đã ăn được event rồi đấy. Vừa rồi thì Adder cũng chết hết rồi, cũng ăn được event rồi. Đây, hãy cho anh em xem, nói chung là hãy cho bật full màn hình lên cho anh em xem sơ qua cái event rồi Khải sẽ mua, Khải cắn cho anh em xem nha. Đây đây anh em ơi, tại đây là mấy chủ Đại Gia Sơn event Vu Lan Báo Hiếu. Đó, nói chung là đây là event đầu tiên, bắt đầu vào ngày 24 tháng 7, là ngày hôm nay. Mới sơ bộ chơi hôm nay là được rồi anh em ơi. Đây anh em cùng xem sơ qua thì anh tại cái thành Tương Dương Trung Tâm cũng không khác gì. Đầu tiên thì cái túi nguyên liệu Vu Lan này anh em đi chan thì nó ra thôi. Rồi anh em đọc thì nó sẽ chan ở map 7x89x, nó sẽ rớt ra. Và có thể xếp trọng 250 ô và có thể vứt ra ngoài. Rồi sau khi cắn thì nó sẽ ra giấy xanh, cuộn keo, thanh tre, giấy bó hoa. Giấy bó hoa này thì anh em sẽ mua 50 điểm tại Quân Nhu Quang. Mà 50 điểm với 1.000 cái bánh, 1.000 bánh thì Khải tính cho anh em xem nhẹ thì tốn bao nhiêu điểm tống kim luôn. 50 điểm này nhân cho 1.000 bánh thì event max thì 1.000 bánh anh em, là hết 50k điểm tống kim nha anh em. Đó, cái này là nếu mà anh event show thì nó hết khoảng 50k. Rồi giá bó hoa bao nhiêu? Giá bó hoa 1 đây thường luôn. Đúng rồi, là nếu chung là cái event này thì tốn cái điểm tống kim nữa mới ép được nha. 50 điểm thì nếu mà anh event show kèm với 1.000 giá bó hoa thì anh em sẽ tốn khoảng tầm 50k điểm tống kim. Còn giấy trắng này thì mua tại nửa sơ, cái này thì anh em tự ép. Đó, thì 2 vạn, cái này là event tiền vạn anh em ơi. Giấy trắng này là event tiền vạn nha. Rồi còn giấy đỏ này á, gọi tóm tắt nôm na là giấy đỏ này là event tiền xu. Thì anh em mua với giá là 7 xu. Rồi anh em tự có nguyên liệu bên trên, đó là túi nguyên liệu Vu Lan, rồi anh em tự ép kèm với cái giấy bó hoa thì anh em có thể tự ép được. Thì nếu mà tự ép thì Khải nghĩ nó, nếu mà anh em chanh ra, anh em cắn ra thì tự ép thì nó dao động khoảng tầm khoảng nếu bây giờ thì Khải nghĩ nó tầm khoảng tầm 9 kim, 8 kim rưỡi đến 9 kim anh em, là đỡ có thể anh event tiền xu. Đó, 8 kim rưỡi 9 kim. Nhưng mà Khải mua nhanh em ơi, Khải chơi nhanh cho nó nhanh. Đây Khải mua nhanh anh em xem. Đó, trên này là mua đỡ ép, còn Khải mua nhanh nha. Đây Khải mua nhanh em xem. Đó, đó bây giờ bắt đầu Khải mua. Khi mua xong đủ 1.000 cái Khải sẽ bắt đầu ăn nha anh em. Khải sẽ bắt đầu cắn nha. Hiện tại server cũng đã hơn 10 người cắn rồi. Khải chắc là người thứ 11-12 ở đó thôi, top 10, trên top 10 tí. Tại vì Khải làm video cho anh em xem nên là thời gian nó hơi bị lâu thông tí. Đây Khải mua cho anh em xem. Thì Khải đã chuẩn bị sẵn 10 kim nè. Với 1.000 cái bình xu thì nó tốn khoảng tầm 10 kim. Đó, mua thẳng trực tiếp là 10 xu mua trên một cái. Chứ ép thì khoảng tầm 8 xu rưỡi đến 9 xu thôi nè. Nhưng mà nó mất thời gian. Tầm này anh em phải có cái túi nguyên liệu thì anh em mới ép được. Còn như Khải thì tầm này mới ra mà túi nguyên liệu đâu ra. Khải xúc nhanh 10 xu cho nó nhanh lên nè. Đó, xúc nhanh 10 xu cho nó nhanh. Đủ giờ đây. Đó, xong 1.000 cái hoa đặc biệt nè. Đã Khải cho anh em xem thử hoa đặc biệt với lại hoa thường nó có gì khác không nha. Rồi âm quá rồi đây. Hoa đặc biệt thôi có gì khác không nha. Rồi ok. Đây anh em. Anh em mà anh hoa thường á, hoa thường thì với 1.000 cái và 200 XP trên một cái thì anh em sẽ được khoảng tầm 200 triệu nha anh em. Anh em sẽ được tầm 200 triệu kinh nghiệm. Và anh em sẽ được những vật phẩm như là trang bị phi phong. Rồi lệnh bài boss. Lệnh bài boss này thì anh cái event này nó ra lệnh bài boss nha anh em. Đó, hiện tại event nó ra lệnh bài boss rồi đấy. Và dùng để gọi một ác nhân boss ở khu vực Ba Lăng Hiện mới sử dụng được nha. Đó, cái này là tốn event tiền vạn nha. Rồi, bên dưới này thì anh 250 cái nó được những thế này. 500 cái nó có móc tương tự anh em. Đó, giống như những server kia thôi, không có gì khác nhiều. Đó, anh 1.000 cái thì được con ngựa ngẫu nhiên. Còn hôm nay thì Khải không có ăn tiền vạn, Khải ăn tiền xu thôi anh em. Khải không ăn tiền vạn nha. Hôm nay Khải ăn tiền xu ở đây. Tiền xu là bó hồng Vu Lan đặc biệt nha anh em. Thì một cái là 400.000, thì 1.000 cái thì nó dao động khoảng tầm 400 triệu kinh nghiệm nha anh em. 400 triệu kinh nghiệm nha anh em. Đó là những cái nguyên liệu ép đây. Thì lúc nãy Khải đã giới thiệu anh em sơ ra bên trên rồi. Nguyên liệu ép nó dùng những cái món này. Cái này 7 xu này. Cái này là 50 điểm tống kim này, còn mấy cái này là anh event nó ra. Đó.
Đây anh em vừa nó ra này, mấy cái túi nó ra này, cái túi nhiên liệu á. Đó, còn cái này là nem một điểm tống kim. Này nem một điểm tống kim. Còn này là 7 xu. Chung là ép thì anh em dao động tầm 8,5 9 kim thôi. Còn Khải thì muốn nhanh là Khải cắn nhanh anh em, tại vì 1 kim đến 1,5 kim nó không có bao nhiêu. Nhưng mà mình ăn càng sớm mình bán cái vật liệu giá trị của cái những cái món đồ này nó sẽ có giá hơn anh em. Nó sẽ có giá hơn. Đây những cái vật phẩm phần thưởng khi anh Evan tiền xu. Cũng như trước rồi hóng binh này. Rồi cái này điểm tiềm năng nè, điểm kỹ năng nè, nó thay đổi cái tên thôi anh em, chỉ là thay đổi cái tên thôi. Cũng như là Evan trước này, Thị Tinh nè, Thịnh Hồng nè, là Ba Vi Kiếp nè, Phúc Duyên Lộ nè, Thiết Là Hán nè, Bàn Nhược Tâm Kinh nè, Sư Đồ Giang Hồ, Thiên Thảo Lộ, Thiên Lộ Đặc Biệt, Hiền Thiên Trì, Quốc Tửu, Thiên Sơn Bảo Lộ. Đồ cái Evan này nó không có lệnh bài boss, ở cái Evan đặc biệt này không có lệnh bài boss nè. Nếu mà muốn sang lệnh bài boss thì chỉ có anh Evan tiền vạn thôi, căng nha, có vẻ rất là căng. Nên là cứ nghĩ là Evan su nó ra lệnh bài boss, tầm này không ra đâu mày. Tầm này không ra lệnh bài boss. Căng quá. Không ra một cái lệnh bài boss luôn. Rồi nó cũng tương đối từng móc anh em, 250. Rồi được thưởng này 500 cái, được thưởng cái này. Rồi 750 cái, được thưởng những cái này. Những cái này là kinh nghiệm với lại kèm theo những cái vật phẩm đua top bằng hội với đua top cá nhân nè. Đua top bằng hội, đua top cá nhân. Rồi phần thưởng đặc biệt khi là nhận móc 1000 cái nè. Thì đây 25 triệu. Vòng sáng siêu đẹp. Rồi mấy cái vật phẩm đua top thẻ dựng giới. Thẻ dựng giới này hiện tại trên kỳ dựng cát bán với giá 2 kim. Ngẫu rồi, sau khi mà nếu may mắn hơn được một cái hộp sự kiện Vu Lan thì mở ngẫu nhiên sẽ được mấy cái này anh em. Đó, một hóa minh thạch hoặc là thị tinh hay là ngựa tam mít. Đó, rồi nói chung là cũng ok, nói chung ăn chủ yếu kinh nghiệm lấy vật phẩm kinh nghiệm thôi anh em ơi. Chỉ lấy kinh nghiệm với lại được vật phẩm gì mình bán được thì bán, còn không thì thôi, để mình xài thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong khẳng cho anh em xem nha. Đây. Rồi, không đỡ anh em chờ đợi lâu. Dứt lên Hoa Sơn cảnh nghề trường dứt anh em. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ anh em có thể bắt đầu chia sẻ, anh em có thể bắt đầu dự đoán anh em ơi. Dự đoán. Rồi anh em bắt đầu dự đoán anh em ơi. Dự đoán cấp mấy phần trăm chơi anh em ơi. Đúng rồi, anh chủ yếu kiếm đồng đèn cái này nọ úp cấp cho nó khỏe, chứ còn thằng nghĩ nó không có lời gì bao nhiêu. Rồi, anh Evan thôi. Bắt đầu dự đoán nè, bắt đầu dự đoán anh em ơi. Dự đoán hình xui nha, anh em nào trúng thì sẽ nhận được phần quà 50k anh em. Dự đoán cấp với phần trăm, anh em nào mà dự đoán nhanh và chính xác nhất, dao động từ 5% đổ lại, dao động từ 5% đổ lại, nếu anh em dự đoán đúng thì sẽ nhận nhanh và chính xác nhất, sẽ nhận cạc 50k chơi nha anh em, sẽ nhận cạc 50k chơi nha. Ok, khải dứt rồi anh em ơi. Chung thì sau khi ép xong thì giờ dứt thôi. Nốt. Dự đoán anh em ơi, đúng rồi, dự đoán cấp với phần trăm. Cạc này không biết là bao nhiêu nha. Cho anh em dự đoán tiệt ra. Khải nghĩ chắc khoảng tầm 98 cấp và khoảng tầm 98 cấp với lại khoảng tầm 20%. Đó, ví dụ như vậy anh em. Ví dụ như Khải á, Khải dự đoán 98-20%. Đó, nếu như anh em dự đoán đúng gần đó tầm 5% đổ lại thì người nào dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận phần gà thằng quà 50k cạc cho vui nha. Rồi, anh thôi anh em ơi. Đó, để coi được cái gì không. Dự đoán đúng rồi, vui anh em. Vui hên xui là đâu nhận được cái cạc hay vui anh em. Anh em đừng quên ủng hộ Khải một like chơi anh em ơi. Anh em đừng quên ủng hộ Khải một like chơi nha. Còn ăn thử được gì không? Đậu xanh gì mới có một cái phúc duyên chung thế này. Hơn 100 cái rồi anh em. Hơn 100 cái rồi, vãi nồi. Hơn 100 cái rồi. Một cái túi đây. Sắt, thủ dạng lỡ hộp, vãi nồi. Vãi trưởng. Đúng rồi, mỗi người chỉ được dự đoán một lần thôi nha anh em ơi. Mỗi người chỉ được dự đoán một lần thôi nha. Và cái video này Khải sẽ quay lại và sẽ up trên kênh show nha. Mỗi người được dự đoán một lần thôi anh em. Và Khải sẽ suy xét anh em nào dự đoán đầu tiên và chính xác con số nhất sẽ được nhận phần quà 50k nha. Còn em dự đoán nhiều lần thì Khải chỉ lấy cái kết quả đầu tiên thôi nha anh em. Anh em nào dự đoán nhiều lần thì Khải chỉ lấy cái kết quả đầu tiên thôi. 250 cáo chưa có gì vãi nồi anh em. What the hell. Đúng hai cục thị tinh. Thôi chết tôi rồi. Đù. Gì vậy. Tiếp tục. Ba cục thị tinh, một tiền thổ lộ. Được rồi, kiếm chủ yếu mấy cái pháo ngon anh em ơi. Đèn ho đang tiềm năng với là đèn ho đang kỹ năng á. Đó, mấy cái đó mới ngon, mà nó cắn giống như là tại vì kinh với lại vào lắm bằng tịnh em. Nếu mà có khoảng hai cái đèn kỹ năng á thì nó giống như hai cuốn vào lắm bằng tịnh luôn, là có thể là hòa vốn á. Giống như hai cuốn vào lắm bằng tịnh thôi, khác gì đâu anh em. Mà chủ yếu kiếm cái đó thôi. Trời ơi, đậu xanh chưa thấy cái gì luôn anh em ơi. Chết rồi, chết tôi à. Vậy mà mới có ba cục thị tinh thôi. Hello anh em, hello mọi người nha. Anh em đang xem thì cho một like chơi anh em ơi. Anh em đang xem cho một like chơi anh em ơi. Bắt đầu dự đoán anh em. Hiện tại anh em có thể xem cái link Evan bên dưới mô tả video.
cũng như là cái bài ghi bên trên của Khải. Anh em đang xem thì ủng hộ một like và chia sẻ, và chuẩn bị đã bắt đầu cho anh em comment dự đoán kết quả khi anh mắt Evan Su cấp bao nhiêu và phần trăm bao nhiêu. Nếu anh em dự đoán đúng và dao động khoảng tầm 5% đổ lại thì đó là người may mắn nhất và dự đoán chính xác nhất thì sẽ nhận ngay phần quà 50k vì đồng đồng chơi nha anh em. Anh em muốn nhận cạc hay anh em muốn nhận tiền mặt Momo hay là cái gì cũng được. Anh em muốn nhận xu, anh em muốn nhận kim cái gì cũng được nha. Đồ gần 500 cái rồi. 500 cái rồi mà cảm giác chưa có gì anh em. Không có quá tử, không có thiên sơn luôn anh em ơi. Gần 500 cái rồi đấy. 3, 4 cục thủy tinh rồi. Úp cấp. Đó, úp cấp rồi anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải cứ ăn thôi, anh em dự đoán anh xui thôi. Ai dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất nha sẽ nhận ngay phần quà 50k thôi anh em ơi. Rất đơn giản cho anh em. Ui gì mà chưa ra còn một cái đèn hoa đăng nào đó ta. Chết rồi, không có cục tinh hồng nào luôn á. What the hell. Không có một cục tinh hồng nào luôn anh em. Gì đây? Bàn nhược tâm kinh. Rồi xong đậu xanh hết 3650 cá rồi, 650 cá rồi. Đậu xanh hết 650 cái, chưa có gì. Vãi nồi, số nhỏ vậy. Cố lên, đậu xanh mấy cái đèn kỹ năng tiềm năng đâu hết rồi. Xin hai cặp coi. Xin hai cặp đó là ok anh em. Hai cặp là ok anh em. Không, cái này không may mắn đâu anh em ơi. Khải chúng ăn nhiều server, nhiều server rồi. Không có quan, cái may mắn không quan trọng. Cái này nó kiệt, nó hên xui thôi nè. Không có may mắn gì cả. Không cần may mắn đâu. Cái này hên xui à, đúng rồi, anh đại thôi. Ồ, oh, được một hóng binh thạch, một kim. Đó, cục này được một kim anh em. Cố lên, đậu xanh. Còn 200 cái nữa, 200 cái nữa. Anh em dự đoán, anh em dự đoán nhanh anh em ơi. Tí nữa Khải bảo ngừng dự đoán là những dự đoán tiếp theo sẽ không có giá trị anh em. Khi nào Khải comment ngừng dự đoán là những cái comment dự đoán tiếp theo của anh em về sau là không có giá trị nha. Rồi còn 100 cái thôi anh em ơi. Anh em dự đoán đi, anh em hãy dự đoán mà like chia sẻ video đi anh em ơi. Anh em hãy dự đoán mà like chia sẻ video anh em ơi, còn 100 cái. Rồi. Hiện tại bây giờ còn 50 cái, Khải sẽ cắt rương bớt những vật phẩm nha anh em. Còn 50 cái Khải sẽ cắt bớt. Ôi, tầm này chưa có gì luôn anh em ơi. Rồi. Khải sẽ cắt bớt cho anh em xem nè. Đó. Anh em dự đoán nhanh, dự đoán nhanh nha. Chuẩn bị Khải không cho dự đoán nữa nha anh em ơi. Chuẩn bị ngừng dự đoán nha. Anh em dự đoán đi. Đây những vật phẩm được cái gì Khải đưa hết vào này. Tí nữa Khải tính tiền cho anh em xem. Khải tính tiền thử ăn hết Evan thử mình lời hay lỗ nè. Đó, tính tiền mình ăn hết Evan thử lời hay lỗ nè. Anh em dự đoán liên tục đi anh em ơi. Chuẩn bị bây giờ Khải quay lại hoa sơn là Khải không cho dự đoán nữa nha anh em. Khải không cho dự đoán nữa nha. Đó, những cái này là Khải ăn ra đó. Khải tính thử lời hay lỗ cho anh em xem. Rồi. Dự đoán nhanh. Hiện tại bây giờ còn bao nhiêu? Đây là cơ hội tiếp tục cho những anh em mới vô sâu. Những anh em mới vô sâu có thể tiếp tục dự đoán tiếp tục. Hết cái này thì lên bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu cấp đây? Dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất tầm 5% đổ lại nha anh em. Tầm 5% đổ lại sẽ nhận ngay phần quà 50k vì đồng đồng chơi nha. Lâu rồi không có một cái gì đó làm cho anh em xem thì Khải cũng làm một event nhỏ nhỏ thôi. Rồi còn năm mới cái cuối cùng. Khải cắn đến 30 cái sẽ ngừng comment nha anh em. Khải cắn còn 30 cái ngừng comment nha. 1, 2, 3. Đây, đợi Khải comment sẵn. Ngừng Commuter. Từ từ nha. Rồi, khí nữa Khải sẽ comment lên kênh YouTube. Rồi. Rồi, ngừng comment. Rồi, ngừng rồi nha. Những kết quả tiếp theo không tính nha. Ngừng rồi nha. Ngừng rồi nha anh em. Ngừng rồi nha. Không tính nữa. Rồi. Không có một cái đèn hoa đăng, không có một cái đèn kỹ năng nào luôn. What the hell. Quá nhỏ. Hộp nến quà vu lan. Nến quà vu lan là gì đây? Được hai con ngựa. Ừ, được hai con ngựa nửa tháng hả? Một thẻ chuyển giới. Rồi ok, Khải về chốt quà cho anh em. Ồn ào quá gì mà chơi. Ra trước kia. Đây cho anh em xem. Anh em Vinh xong thì kết quả đó là 48 49% nha anh em, 49%. Anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất đợi Khải một tí, Khải sẽ chết ngay bây giờ. Đợi Khải trước khi chết thì Khải sẽ kiểm tra thử mình lời hay lỗ nè. Để kiểm tra thử lời hay lỗ nha. Hiện tại tốn 10 kim cho anh em xem.
Nhờ cái này đúng không? Con ngựa này nửa tháng. Không, nửa tháng ngày 8 đâu, mấy ngày. Đúng rồi, nửa tháng nè em. Một con ngựa nửa tháng này thì nó dao động khoảng tầm 200 xu này một con này. Rồi con này tiếp tục 200 xu là hết 400 xu. 400 xu bàn nhược này bỏ đi không tính. Hiền thần chi này bỏ đi không tính. Rồi cái hón minh thạch này thì trên bảo vật đang bán với giá là 1 kim. Đó. Thì mình cho cái này khoảng tầm 800 xu thôi. Thì được 1 kim 2. 1 kim 2 nha em. 1 kim 2 rồi, thủy tinh nha. Tiếp tục thủy tinh nha. Thủy tinh này thì hiện tại server thì khoảng tầm 300 xu một cục. Thì 6 cục này thì khải tính sơ sơ nó khoảng tầm 1k8. 1k8, 1k8 với 1 kim 2 là khoảng 3 kim. Đó, 3 kim nha. Và cục tứ thủy tinh này ở server thì nó dao động 400 xu. Thì 400 xu 3 kim cộng với 3 cục này lớn là 1k2 nữa, cộng 1k2. Thì nó sẽ là 4200. Còn mấy cái sát thủ lỡ hộp này, phi tốc sát thủ, đại lực, mấy cái này không ăn thua, mấy này chỉ lách thôi, không có gì hết. Rồi, 4 bình tiền thổ lộ này thì nó tầm 35 xu một bình. Thì nó khoảng tầm 100 xu đi. Cả 100 xu đi là 4 kim 3. 4 kim 3 và cái này 400 xu. Cái bình tiền thổ lộ thường này 8 tiếng là 400 xu. 4 kim 7. 4 kim 7 với cái này tất cả chỗ này sẽ khoảng 200 điểm. Đúng rồi. Khoảng 150, khoảng 200 điểm, đúng rồi. 200 điểm phúc duyên này thì nó dao động khoảng tầm 200 xu. Cộng 200 xu đi. Rồi, tất cả thì chỉ được khoảng tầm 4 kim 9 thôi nè. 4 kim 9 với cái cục đai nữa. Cục này chưa nói nha. Thẻ chuyển giới đây. Đó, thẻ chuyển giới đây, từ từ ạ. Vì đứng chỗ này rồi. Thẻ chuyển giới này chưa thấy anh em, đây giờ mới thấy đây. Thẻ chuyển giới này hiện tại bây giờ server đang dao động với cái giá là trên kỳ ẩn các bán 2 kim. Thì khải cho nó nhanh, nó là khoảng 1 kim rưỡi thôi nè. Đó, cho nó nhanh thì vì sẽ có người cần. Đó, kim rưỡi thì khoảng tầm khải nghĩ vần hết là 10 kim. Khải thu là được 6 kim 4 nè. Thu là được 6 kim 4. Lỗ 3.600 xu. Lấy được 400 400 hơn kinh nghiệm hơn, tầm 450 triệu kinh nghiệm. Đó, chung là lỗ 3.600 xu nè. Đó, tính sơ qua thì lỗ 3.600 xu lấy kinh nghiệm cho ạ. Thì 3.600 xu thì nó dao động khoảng tầm tốn khoảng 200 cho 4 kim đi. Nói chung lỗ tầm 4 kim thì tốn khoảng tầm 250k. Đó, 250k nhưng mà khải thu lại được 450 triệu kinh nghiệm nè. Đó, được chưa? Đấy. Rồi, ok. Chung là event này thì nó không có phi phong như những event trước nè. Event ở server trước thì nó tặng phi phong này nọ, mà tầm này thì chưa có tặng nên là chịu thôi. Rồi ok, thì anh em nào mà dự đoán đúng thì khải sẽ chốt kết quả, khải sẽ phát thưởng anh em ngay bây giờ cái livestream này luôn nha. Và anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ một like chơi nha anh em ơi. Khải chốt rồi nha nè.